Nhân kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại Hà Nội vừa diễn ra chương trình tôn vinh nhà giáo của năm nhằm biểu dương và tôn vinh 183 thầy cô giáo được lựa chọn từ các cấp học và các trường cao đẳng đại học trên toàn quốc. 183 thầy cô giáo được biểu dương và tôn vinh tại chương trình tôn vinh nhà giáo của năm 2019 là những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy học. Đây cũng là những tấm gương vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong năm học 2018-2019. Qua đó lan tỏa và truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ nhà giáo trên cả nước quyết tâm tạo sự đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục Việt Nam theo tinh thần nghị quyết 29 của Đảng. Lễ tôn vinh nhà giáo do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cũng nhằm động viên các thầy cô giáo tiếp tục thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất nhà giáo và phát huy được phẩm chất tốt đẹp, sáng tạo, đổi mới, tâm huyết với nghề.